Chào mừng các bạn đến với Mui Xe Car Shop. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu mô hình xe Lamborghini Aventador bản Navity Wrap NP Performance tỷ lệ 1.32 của hãng Doppelhorst. Liberty Wrap là thương hiệu siêu xe độ của công ty LP Performance tại Nhật Bản. Cái tên Liberty Wrap đã trở nên quá quen thuộc với những người yêu siêu xe và đam mê độ xe trên toàn thế giới. Những chiếc xe được ra lò từ LP Performance đều mang một phong cách đặc trưng với bộ body kit rộng, cùng với những đinh tán, rivet như những chiếc máy bay chiến đấu, mang lại vẻ hầm hố, hiếu chiến cho những cỗ máy tốc độ cao. Nhắc đến hãng độ xe Nhật Bản này, ta có thể nhắc đến được những cái tên nổi bật như Ferrari 458 Italy, Murcielago hay là Gallardo của Lamborghini. Đặc biệt nhất phải kể đến xe Nissan GT-R. Sau đây thì các bạn hãy cùng ngắm nhìn những đường nét của bản Aventador độ Liberty Walk này. Với mẫu mô hình xe này của Doppelhorst thì xe mở được nắp capo trước, cả hai cửa và nắp động cơ phía sau. Khi ấn đầu xe xuống thì sẽ có âm thanh đèn điện. Và khi mở cửa thì sẽ có tiếng còi kêu. Ngoài ra xe còn có trớn để chạy. Mẫu xe này thì có 3 màu: màu trắng, màu đen và màu đỏ. Và xe thì được đặt ở trên một cái đế Mica. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ website carshop.com.vn hoặc là fanpage mô hình xe cái dưới carshop. Nếu có ý kiến đóng góp hay câu hỏi thì các bạn hãy comment xuống phần bên dưới. Cảm ơn các bạn đã xem.